Kính chào các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh. Cô xin tự giới thiệu, cô là Trần Thị Thúy, giáo viên trường Trung học cơ sở Kỳ Phú, Đại Từ, Thái Nguyên. Hôm nay cô sẽ cùng các em trải nghiệm một tiết học môn vật lý lớp 9. Như các em đã biết, các bóng đèn 3V, 6V đều không ghi ký hiệu cho biết chúng được sử dụng với dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều. Vậy chúng ta có thể thắp sáng bóng đèn này với dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều hay không? Thì để trả lời câu hỏi này, cô cùng các em tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Tiết 41, bài 35, các tác dụng của dòng điện xoay chiều, đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, sau khi học xong bài này, các em cần nêu được các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Phát hiện dòng điện là dòng điện xoay chiều hay dòng điện một chiều dựa trên tác dụng từ của chúng. Nhận biết được ampere kế và vôn kế cho dòng điện một chiều và xoay chiều qua các ký hiệu ghi trên dụng cụ đo. Nêu được các số chỉ của ampere kế và vôn kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và của điện áp xoay chiều. Ở lớp 7, các em đã biết dòng điện một chiều có 5 tác dụng, đó là tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý. Vậy dòng điện xoay chiều có những tác dụng gì? Cô cùng các em nghiên cứu một la mã các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Cô mời các em quan sát hình ảnh sau. Khi cho dòng điện chạy qua bóng đèn sợi đốt thì chúng ta thấy dây tóc bóng đèn nóng và phát sáng, chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt. Cho dòng điện xoay chiều chạy qua hút thử điện, ta thấy bóng đèn của hút thử điện sáng, chứng tỏ dòng điện có tác dụng quang. Cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện, ta thấy nam châm điện có thể hút được các tinh kim bằng sắt, chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng từ. Ngoài ba tác dụng trên thì các em cũng đã biết trên thông tin trên báo chí truyền hình về các tai nạn điện, chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng sinh lý. Dòng điện xoay chiều thường dùng có hiệu điện thế 220V nên có tác dụng sinh lý rất mạnh, gây nguy hiểm chết người. Vì vậy ta phải tuân theo đầy đủ các quy tắc an toàn điện đã học. Như vậy qua phần 1, các em đã được tìm hiểu về các dòng điện xoay chiều có 4 tác dụng, đó là tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ và tác dụng sinh lý. Các em đã biết khi cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện thì nam châm điện cũng hút các tinh kim bằng sắt giống như khi cho dòng điện một chiều chạy qua nam châm điện. Vậy tác dụng từ của dòng điện xoay chiều có giống tác dụng từ của dòng điện một chiều hay không? Cô cùng các em tìm hiểu phần 2, tác dụng từ của dòng điện xoay chiều. Cô mời các em quan sát những hình ảnh sau. Khi cho dòng điện một chiều chạy qua nam châm điện, trong trường hợp này nam châm điện đẩy thay nam châm. Khi chúng ta đổi chiều dòng điện chạy qua nam châm điện thì nam châm điện hút thay nam châm. Như vậy qua thí nghiệm chúng ta thấy khi cho dòng điện chạy qua nam châm điện thì nam châm điện chỉ đẩy hoặc hút thay nam châm. Vậy với dòng điện xoay chiều thì sao? Cô mời các em cùng quan sát video sau. Qua thí nghiệm các em thấy khi cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện thì nam châm điện liên tục thúc đẩy thanh nam châm, làm cho thanh nam châm dao động và tạo ra tiếng kêu. Như vậy qua phần 2 chúng ta rút ra được kết luận sau. Khi dòng điện đổi chiều thì lực từ của dòng điện tác dụng lên nam châm cũng đổi chiều. Vận dụng kiến thức đã học ở trên, các em hãy phân loại nguồn điện trong hai hình dưới đây. Ở hình 1, chúng ta thấy khi cho dòng điện chạy qua nam châm điện thì nam châm điện luôn hút thanh nam châm, chứng tỏ ở hình 1 là nguồn điện một chiều. Ở hình 2, khi cho dòng điện chạy qua nam châm điện, ta thấy nam châm điện liên tục hút đẩy thanh nam châm, chứng tỏ nguồn điện ở hình 2 là nguồn điện xoay chiều. Các em đã biết dùng vôn kế và ampere kế
DC hay dấu gạch ngang để đo hiệu điện thế và cường độ của dòng điện một chiều. Vậy có thể dùng các dụng cụ này để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều hay không? Nếu đo thì hiện tượng gì sẽ xảy ra với kim chỉ thị của chúng? Cô cùng các em tìm hiểu phần 3, đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mạch điện xoay chiều. Cô mời các em quan sát thí nghiệm sau. Dùng vôn kế và ampe kế một chiều có ký hiệu DC hay dấu gạch ngang để đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện một chiều và cường độ dòng điện chạy trong mạch. Mắc nguồn điện, công tắc, ampe kế và bóng đèn nối tiếp với nhau. Vôn kế mắc song song với nguồn. Lưu ý, chốt dương của vôn kế và ampe kế mắc về phía cực dương của nguồn. Chốt âm của vôn kế và ampe kế mắc về phía cực âm của nguồn. Bật công tắc. Lúc này, vôn kế chỉ 3V, ampe kế chỉ 0,4A. Bây giờ, cô sẽ đổi chiều dòng điện chạy trong mạch. Các em quan sát xem kim chỉ thị trên vôn kế và ampe kế sẽ thay đổi như thế nào. Cô mời các em cùng quan sát thí nghiệm. Cô giáo bật công tắc, các em quan sát thật nhanh chiều quay của kim chỉ thị trên vôn kế và ampe kế. Các em thấy kim chỉ thị của vôn kế và ampe kế quay theo chiều ngược lại và có thể bị hỏng. Như vậy, khi mắc vôn kế và ampe kế một chiều vào mạch điện, nhất thiết phải mắc chốt dương của vôn kế và ampe kế về phía cực dương của nguồn, chốt âm của vôn kế và ampe kế về phía cực âm của nguồn. Cô giáo sẽ thay nguồn điện một chiều bằng nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế là 3V. Các em quan sát và đọc số chỉ của vôn kế và ampe kế. Cô giáo bật công tắc, các em quan sát và đọc số chỉ của vôn kế và ampe kế. Các em thấy mặc dù bóng đèn sáng, nhưng kim chỉ thị của vôn kế và ampe kế đều chỉ vạch số 0. Như vậy, chúng ta không thể dùng vôn kế và ampe kế một chiều để đo hiệu điện thế và cường độ của dòng xoay chiều. Bây giờ, cô giáo thay vôn kế và ampe kế một chiều bằng vôn kế và ampe kế xoay chiều có ký hiệu AC hay dấu ngã. Bật công tắc, các em đọc số chỉ của vôn kế và ampe kế. Lúc này, vôn kế chỉ 3,2V, ampe kế chỉ 0,46A. Tiếp theo, cô sẽ đổi chỗ hai đầu phích cắm vào ổ lấy điện. Bật công tắc, các em đọc và ghi số chỉ của vôn kế và ampe kế. Vôn kế chỉ 3,2V, ampe kế chỉ 0,46A. Qua thí nghiệm, ta có bảng kết quả sau. Từ bảng kết quả, chúng ta thấy giá trị đo không thay đổi khi ta đổi hai đầu phích cắm vào ổ lấy điện. Các giá trị hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều luôn luôn biến đổi. Vậy số chỉ của các dụng cụ này cho chúng ta biết giá trị hiệu dụng của chúng. Nghĩa là dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 3A khi chạy qua một dây dẫn sẽ tỏa ra một nhiệt lượng bằng nhiệt lượng khi cho dòng điện một chiều có cường độ 3A chạy qua dây dẫn đó trong cùng một thời gian. Vậy qua thí nghiệm, chúng ta rút ra được kết luận sau. Dùng ampe kế hoặc vôn kế xoay chiều có ký hiệu AC hay dấu ngã để đo các giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều. Khi mắc ampe kế và vôn kế xoay chiều vào mạch điện, không cần phân biệt chốt của chúng. Cách sử dụng vôn kế và ampe kế xoay chiều có điểm gì giống và khác so với vôn kế và ampe kế một chiều? Về điểm giống nhau, mắc vôn kế song song với đoạn mạch cần đo.
còn ampe kế mắc nối tiếp với đoạn mạch cần đo. Về điểm khác nhau, với vôn kế và ampe kế một chiều thì chốt dương của vôn kế và ampe kế phải mắc về phía cực dương của nguồn, chốt âm của vôn kế và ampe kế phải mắc về phía cực âm của nguồn. Còn đối với vôn kế và ampe kế xoay chiều, khi mắc vào mạch điện thì không cần phân biệt chốt của chúng. Vận dụng kiến thức vừa tìm hiểu, các em hãy trả lời các câu hỏi sau. Câu C3, sách giáo khoa vật lý 9, trang 96. Một bóng đèn có ghi 6V, 3W, lần lượt được mắc vào mạch điện một chiều, rồi mạch điện xoay chiều có cùng hiệu điện thế 6V. Trường hợp nào đèn sáng hơn? Vì sao? Ở câu hỏi này, các em thấy bóng đèn có ghi 6V lại được sử dụng ở hiệu điện thế 6V, nghĩa là bóng đèn được sử dụng ở hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức. Nên trong hai trường hợp này, đèn sáng như nhau. Vì hiệu điện thế hiệu dụng của dòng điện xoay chiều tương đương với hiệu điện thế của dòng điện một chiều có cùng giá trị. Chúng ta cùng chuyển sang câu C4, sách giáo khoa vật lý 9, trang 97. Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫn tím B như hình vẽ. Sau khi đóng công tắc 3 thì trong cuộn dây dẫn B có xuất hiện dòng điện cảm ứng không? Tại sao? Như các em đã biết, điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên. Như vậy, khi công tắc K đóng, có dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện A. Dòng điện xoay chiều này tạo ra một từ trường biến thiên. Từ trường biến thiên này gây ra số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây B liên tục biến đổi. Do đó, trong cuộn dây B sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng. Qua bài học ngày hôm nay, các em cần nắm được các tác dụng của dòng điện xoay chiều có 4 tác dụng: tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ và tác dụng sinh lý. Trong đó, tác dụng từ phụ thuộc vào chiều dòng điện. Nội dung thứ 2, đo cường độ dòng điện xoay chiều bằng ampe kế xoay chiều. Nội dung thứ 3, đo hiệu điện thế xoay chiều bằng vôn kế xoay chiều. Về nhà, các em sẽ vận dụng kiến thức đã học, chỉ ra các tác dụng của dòng điện xoay chiều trong hoạt động của các thiết bị điện có trong gia đình. Làm bài tập 35.1, 35.2, 35.4, sách bài tập trang 76, 77. Và cuối cùng là các em sẽ nộp lại bài tập cho cô giáo bộ môn của trường mình. Giờ học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các em học sinh đã chú ý theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.